chở bạn, mở camera quay sơ xe. Xe này của chủ xe là quay tháng 110 MTE tháng dĩ nha các bạn. Xe thật sự tình trạng còn đẹp lắm, bộ 1985 còn không xì không mục không gì hết luôn. Thì ở đây á, xe này em sẽ xử lý là không có phải như các bạn nghĩ là em sẽ chẻ máy gì đâu, xe chạy còn êm đó các bạn. Nhưng mà chủ xe khó chịu một vấn đề thôi là hú. Chủ xe hỏi em có làm hay không. Thì câu trả lời là sao các bạn? Câu trả lời là 100% là em không có chịu hú. Nhưng mà anh muốn á, em sẽ làm hết khả năng của em. Ây da mày nóng quá chết tao rồi thì thôi. Thì bây giờ là em sẽ mở ra, em làm cái nồi cho chủ xe. Bởi vì trong đây á, thực sự là hú ở đây là hú nồi, hú số và hú sân cam ba cái đúng không? Nhưng mà chủ xe vừa làm nồi rồi, nhưng mà chủ xe vẫn muốn em là tiếp tục làm nồi cho chủ xe. Đó cho nên là em sẽ mở ra em làm, chứ thực sự là đúng luôn em không có mở ra em làm đâu. Em làm bên phần sân cam. Đó thì bây giờ vừa mở ra xong á thì em quay tình trạng xe luôn, kiểm đồ luôn cho chủ xe luôn. Nồi này chủ xe có làm rồi, chủ xe đang đi bố dán nha các bạn. Lấy nữa em bắn ra rồi quay cho các bạn coi. Ông chủ xe ông nói là nồi ông làm rồi, đi bố dán, mà bây giờ mở ra nguyên nồi ông vinh hết. Cầm bố ba càng lên coi. Bố ba càng này thì là bố ba càng vinh nè. Vậy là người ta thay chua người ta giữ lại bố ba càng vinh rồi. Đó. Nè, lật lên, lật chú xuống á, chú xuống, chú xuống. Chuông vinh luôn mà. Không biết ông nội này ông báo gì ông đây đây mà cái chuông á, à, cái màu của chuông nè với lại màu của này là nó khác chết cha. Ông này em chơi thì chuông cuối rồi, lấy cái chuông lấy cặp nhông coi, cái chuông á với lại à cái chuông mới cái nhông cũ vô nó hú. Trời ông cố ơi, ông phanh ơi, là ông phanh cái chuông ông là cái chuông mới, mà cái chuồng heo sau của ông là chuồng heo cũ, biểu sao nó không hú ông, cái mới cũ sao nó không hú. Wow. Hôm nay là bắt đầu em tiến hành là em mở ra. Thì bây giờ mở ra tình trạng đồ chủ xe đây, đồ này thì mới vệ sinh lại ha. Cái nồi này á, chủ xe đang đi là gì các bạn? Cái chuồng heo sau á, chủ heo đang đi là một cái chuồng heo cũ theo xe KFL. Nhưng mà nguyên cái nồi này nè các bạn. Đó, thì chủ xe lại sử dụng là một cái nồi mới, cái chuông mới. Đó cho nên là nó hú. Nói chung là các bạn nhìn hai cái màu á là nó không tương xứng khác nhau, mà mặc dù trên đây là ghi chữ 2 lấy 1 vậy nè. Đó. Rồi, thì bây giờ là em sẽ thay vô chủ xe nè, là một cặp. Một cặp nha. Nhông hú mới cho chủ xe. Và các bạn đừng bao giờ các bạn kiếm em là chị hú nha, cho xe quay rim. Em không có chị hú quay rim, nhưng mà em có chị hú cho xe full chờ 125 tất cả đời. Từ full cho neo, full cho led, full cho mập. Quay S110, quay GX110 em làm được. Còn quay rim em không chị hú. Lá bố trên xe của chủ xe là lá bố hãng nè, lá sắt nè. Thì bây giờ là cái này là chuồng heo theo xe nè. Cái này em thấy mới bất thường nè. Trong đây nó có ghi là 460301K. Bố ba càng này là bố ba càng dán nha các bạn, không phải bố ba càng vinh đâu nha. Này là KFL nè, là đúng là cái càng này là càng theo xe nè. Nhưng mà cái bố này là bố dán nè. Rồi, thì bây giờ là em sẽ thay thế những cái gì cho chiếc xe này. Thì một là em sẽ giữ lại cái đế của người ta. Em thay vô là bố ba càng dài, chính hãng Honda Việt Nam mình. Đó, em thay bố ba càng dài chính hãng vô. Rồi, thứ hai á, là em sẽ mua một cặp nhông nồi SYM em thay cho chủ xe. Thì khi mà em mua một cặp nhông nồi SYM này á, thì em sẽ bỏ em thay cái chuông khác để mà em chủ động được cái việc bắt bố. Rồi, tiếp đó là em sử dụng một bộ lá bố chính hãng của Honda Việt Nam mình. Xe quay rim là không có bố thái bố gì hết nha các bạn. Quay rim là em lắp tất cả là phụ tùng chính hãng Honda Việt Nam mình hết. Và vấn đề bố thái, đồ thái, nồi thái, đồ có cho quay rim hay không? Có, nhưng mà khi mà áp dụng vô á, mình sợ kinh tế khách hàng không đủ, cho nên xưa giờ em không làm. Bố thái, em làm là đặt ra mục tiêu là à, anh em ai cũng làm được, từ công nhân, grab, xe ôm, người có tiền, người không có tiền, ở một cái mức giá ổn định. Này anh mở qua lăng của em ra thôi, để kiểm tra sân cam đồ cho em á, thì em mở ra qua lăng này là của em nó có dấu chết sẵn nha. Bên phần sân cam á, anh thay lại sân cam hãng cho em là một nè, Ford nè, thay sân cam hãng. Còn bộ Ron Ford bên này á, là anh thay lại Ron Ford hãng cho em hết.
chở bạn, mời camera quay sơ xe. Xe này của chủ xe là quay tháng 110 MTE tháng dĩa nha các bạn. Xe thật sự tình trạng còn đẹp lắm, bô 1985 còn không xì không mục không gì hết luôn. Thì ở đây á, xe này em sẽ xử lý là không có phải như các bạn nghĩ là em sẽ chẻ máy gì đâu, xe chạy còn êm lắm các bạn. Nhưng mà chủ xe khó chịu một vấn đề thôi là hú. Chủ xe hỏi em có làm hay không. Thì câu trả lời là sao các bạn? Câu trả lời là 100% là em không có chị hú. Nhưng mà anh muốn á, em sẽ làm hết khả năng của em. Ấy da mày nóng quá chết tao rồi thì ngon. Thì bây giờ là em sẽ mở ra, em làm cái nồi cho chủ xe. Bởi vì trong đây á, thực sự là hú ở đây là hú nồi, hú số và hú sinh cam, ba cái đúng không? Nhưng mà chủ xe vừa làm nồi rồi, nhưng mà chủ xe vẫn muốn em là tiếp tục làm nồi cho chủ xe. Đó cho nên là em sẽ mở ra em làm, chứ thực sự là đúng luôn em không có mở ra em làm đâu. Em làm bên phần sinh cam. Đó thì bây giờ vừa mở ra xong á thì em quay tình trạng xe luôn, kiểm đồ luôn cho chủ xe luôn. Nồi này chủ xe có làm rồi, chủ xe đang đi bố dán nha các bạn. Lấy nữa em bắn ra rồi em quay cho các bạn coi. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều.